Những ngày qua, thông tin về các ca lây nhiễm mới COVID-19 tại Việt Nam khiến cho không ít người dân hoang mang, lo lắng, đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, một phần sợ khan hàng bị ép giá, một phần tâm lý dự trữ thức ăn để ở nhà chống dịch. Điều này đã khiến cho giá của các mặt hàng thực phẩm như gạo, mì tôm ở một số nơi nhảy vọt. Tuy nhiên, hiện nay tại Lang Chánh, nhiều đại lý cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm vẫn đang cố giữ giá ở mức ổn định để cùng người dân chung tay chống dịch. Theo ghi nhận của phóng viên, tại huyện Lang Chánh cũng xuất hiện một số ít người dân đi mua gạo, mì tôm và các mặt hàng thực phẩm khô một cách ồ ạt. Tuy nhiên, chỉ là một phần nhỏ. Hầu hết những người này chỉ nghe thông tin trên các trang mạng xã hội, lo sợ hàng hóa khan hiếm và tăng giá nên tích trữ sớm. Bà Nguyễn Thị Thúy, chủ đại lý bán buôn bán lẻ Kiên Thúy khu phố Phóng Bàn thị trấn Lang Chánh cho biết, tuy nhiều nơi các mặt hàng như gạo, mì tôm đã dần tăng giá với lý do khan hàng, nhưng thực tế, hầu hết các nhà phân phối sản phẩm vẫn cam kết có đủ hàng hóa cung cấp cho người dân. Do đó, người dân không cần phải hoang mang tích trữ nhiều, khiến cho nhiều cửa hàng đại lý trục lợi gây mất ổn định giá cả. Trong thời điểm hiện nay thì dân người ta thấy trên báo đài TV nói là giá cả mặt hàng lương thực thực phẩm như mì tôm là tăng giá cao cho nên người ta cũng đổ xô đi mua. Tôi cũng khuyên người dân là nên mua bình thường, đủ ăn, đủ dùng, không nên mua nhiều quá, tránh cái tình trạng là khan hiếm hàng để rồi nhiều người người ta lại tăng giá. Cho nên với thời điểm bây giờ thì mì tôm các nơi tăng nhưng mà đại lý Kiên Thúy thì vẫn giữ giá bình ổn. Giá cả cho người dân và cung cấp đầy đủ cho người dân không phải lo. Có những xe ở dưới thành phố người ta lên người ta mua cả xe nhưng mà cô cũng không bán để đây phục vụ cho dân vì lâu nay là người ta đã dùng mình không thể buôn bán chụp giật được một hai chuyến nên mình bán để phục vụ người dân ở đây cho bình ổn giá cả. Để chung tay phòng chống corona cùng với toàn dân thì đại lý Kiên Thúy những ai mà đến mua hàng, đại lý Kiên Thúy sẽ tặng khẩu trang miễn phí. Để đáp ứng sức mua, nhiều cửa hàng đại lý bán lẻ có kế hoạch điều tiết trong việc đưa hàng lên quầy kệ trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, khuyến cáo khách hàng không tích trữ, tránh hiện tượng khan hiếm giả tạo. Theo một số đại lý quanh địa bàn thị trấn, trừ mặt hàng khẩu trang y tế và nước rửa tay khô đang thiếu thì các mặt hàng thực phẩm tại đây vẫn đang khá dồi dào. Riêng các mặt hàng thiết yếu như gạo, trứng, mì tôm thường xuyên được đưa lên kệ, thậm chí còn đang tăng lượng khuyến mãi. Thực tế, trường hợp thiếu hàng ở một số điểm bán chỉ mang tính cục bộ do khách hàng mua nhiều trong thời gian ngắn và nhân viên chưa kịp thời bổ sung hàng lên kệ. Theo ghi nhận rộng hơn tại nhiều thời điểm và tại nhiều hệ thống siêu thị đại lý, hầu hết các mặt hàng thực phẩm hiện khá dồi dào. Ngay những sản phẩm hút hàng như trứng gia cầm, bưởi, cam, chanh, thực phẩm tươi sống cũng đang còn khá nhiều. Do đó, người dân không nên hoang mang tích trữ hàng hóa. Việc chen chúc mua hàng để tích trữ không những gây mất bình ổn giá cả mà còn là nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trong thời điểm dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay.